Xin chào các bạn, mình là Lê Văn Lộc và hôm nay mình giới thiệu các bạn một cái sản phẩm mà mình chưa kịp sử dụng hết nhưng mình thấy nó rất là tốt và mình muốn đánh giá review cho các bạn. Thì thực ra thì cái sản phẩm này Lộc không có phải là bán nó, càng không phải là dropship, cũng không phải là affiliate, cũng không phải là được một cái hợp đồng quảng cáo nào về sản phẩm này, nhưng mà Lộc chỉ thấy nó tốt, nó có giá trị cho người dùng và nó tốt cho Lộc, thì Lộc muốn giới thiệu các bạn để các bạn đang gặp những vấn đề về thận, về sức khỏe, về tiểu đêm, về tăng cường sinh lý thì các bạn có cái kiến thức. Thì Lộc lấy bản thân Lộc ra để làm trải nghiệm những cái sản phẩm này, nó không muốn phí đi cái trải nghiệm của riêng mình, cho nên là Lộc làm những cái video này nó không có những cái lợi ích phí phụ mà nó chỉ là lợi ích trực tiếp dành cho những người xem mà thôi. Sản phẩm này là sản phẩm viên uống hà thủ ô nha. Viên uống hà thủ ô thì sản phẩm này nó không chỉ có hà thủ ô không mà nó có thêm một chút mật ong rừng và đỗ đen nhé. Và đỗ đen tức là cái hạt đỗ đen mà anh em từng mua về để nấu chè đỗ đen đấy, chè đỗ đen. Thì anh em biết rằng là tất cả những cái gì mà nó màu đen, nó có cái màu đen ấy, thì nó đều là có tích tính năng là dưỡng cái thận, bổ thận hay dưỡng thận. Cho nên là hà thủ ô mà kết hợp với đỗ đen thì cái tính dưỡng thận nó sẽ càng cao hơn. Bởi vì chúng ta biết rằng là hà thủ ô thì nó không chỉ là cái tính bổ thận hay là dưỡng thận, mà hà thủ ô thì nó chủ yếu là dành cho chị em phụ nữ liên quan đến khí huyết và thần kinh một chút, và nó còn có cái giá trị như vậy và có một số giá trị khác mà những cái thành phần khác không thể có được. Hà thủ ô thì thường là người ta uống để cho nó dễ ngủ này, uống để cho nó đẹp da, tránh táo bón này, rồi là giúp cho mọc tóc, rồi giúp là cho tóc đen, mọc tóc, tránh hói đầu. Đấy thì là những cái mà hà thủ ô nó làm cái chức năng như vậy. Nhưng mà khi mà hà thủ ô đi cùng với mật ong, thì nó sẽ tăng cái khả năng dưỡng thận, và đi cùng với chè đỗ đen thì nó lại càng đi cùng với hạt đỗ đen, đi cùng với đỗ đen thì lại càng tăng cái khả năng đó hơn. Thì ở đây người ta đã chế ra một cái viên nén như thế này, là bao gồm mật ong, một chút mật ong và đỗ đen và hạt đỗ ô. Thì ở đây ấy, khi mà mình mua về thì lại không có những cái mẫu giấy nhỏ ghi chi tiết hướng dẫn sử dụng, hay là có những cái mẫu giấy chi tiết hơn như là các sản phẩm khác, mà sản phẩm này nó dường như là một cái sản phẩm handmade, tức là một cái sản phẩm không phải là công ty mà chỉ là một cái doanh nghiệp tư nhân nhỏ lẻ hoặc là cá nhân sản xuất ra cái sản phẩm này thôi, thì mình đoán là như vậy, nên là không có những nhiều sự chuyên nghiệp. Nhưng mà một viên nén chúng ta nó to như thế này, đây các bạn có thể nhìn thấy nó ngang ngửa một hạt đỗ đen, cũng ngang một hạt đỗ đen thôi đấy. Thì ở trên cái thân vỏ của cái hộp này nó ghi là mỗi một ngày thì chúng ta sẽ sử dụng 3 lần, tức là sáng trưa chiều tối, tức là sáng trưa tối à. Thì là mỗi một lần thì chúng ta có thể dùng từ 20 đến 15 viên, 15 đến 20 viên, 20 đến 15 viên. Thì thực ra thì mỗi một lần Lộc uống ấy, thì Lộc cứ đổ ra đấy, Lộc cứ đổ ra như thế này đấy. Lộc cứ đổ tầm ra tầm như này, các bạn nhìn, đổ ra tầm này thì Lộc chả biết là bao nhiêu viên, thì Lộc cứ đổ ra tầm này thì Lộc uống thôi, thì chắc là được 20 viên. Thế thì cái hôm đầu tiên mà khi Lộc mua về thì cái hộp của nó sẽ đầy như thế này nhé bạn nhé. Đây là cái hộp nguyên này, hộp nguyên nhé các bạn nhé, Lộc chưa chịu uống này. Lộc mua lúc hai hộp mà, đây Lộc chịu uống nhé. Đây thì cái hộp nó đầy như thế này, nó đầy đến cái ngấn này, và đầy đến cái gần đến cái ngấn của xoáy nắp này. Thì cái hộp này nó đầy như thế này thì khi Lộc mua về Lộc uống một vốc, nó khoảng tầm 30 viên, 40 viên gì đó, khoảng hơn 30 viên. Lộc uống là 8 giờ tối. Bởi vì khi Lộc nhận được cái sản phẩm này là 7 rưỡi tối, Lộc mới nhận được sản phẩm này là ship qua mạng mà. Thì là 7 rưỡi tối mình nhận được sản phẩm này thì 8 giờ tối mình uống. Thì uống khoảng tầm 30 viên, 40 viên gì đó. Thì đêm ngày hôm đó là mình không có tiểu đêm luôn, mình không không buồn đi tiểu luôn, mình ngủ một mạch đến sáng. Và thậm chí là sáng dậy rồi nhưng mình rất là buồn tiểu, nhưng mà mình vẫn có thể nhịn được tiểu. Tức là mình cảm giác là cái thận của mình nó khỏe hẳn lên, mình có thể cầm được cái tiểu tiện, thì có nghĩa là cái thận của mình nó khỏe, mình nó cầm được. Chứ còn thường thì là mình rất là khó chịu khi đang nửa đêm cũng phải dậy đi tiểu, bởi vì nó buồn tiểu không thể ngủ được. Đấy là cái điều mà cái người mắc bệnh tiểu đêm nó các bạn bị gọi sẽ biết, nó rất khó chịu, rất là bực mình. Thực ra nó không phải là cái gì đó nó mãn tính, nó quá khó, nhưng mà nó làm chúng ta bất tiện cho cuộc sống sinh hoạt đấy. Thì khi mà Lộc chỉ uống khoảng tầm 30-40 viên này, hôm mới mua về ông vốc luôn uống luôn, nên nó cũng không đếm. Thế là đêm ngay đêm hôm đấy, và ngay đêm hôm đấy Lộc đã có cái cảm giác sung sướng khi được ngủ một giấc ngon này. Thì Lộc thấy là cái hạt thủ ô này nó rất hợp với mình, và may may quá thì mình cũng đã là mua một lúc hai hộp đấy, thì nó sẽ là vừa một cái liệu trình luôn đấy.
đấy là mình chỉ xem quảng cáo thôi mà, mình chỉ xem quảng cáo thì là viên uống Hà Thủ Ô này là giúp bổ thận hư đấy, và chủ yếu là cái phần thận âm, tránh chúng ta được bị tiểu đêm và tăng cường chức năng bài tiết ở thận. Thế thì là mình cũng mua thôi, thế là mình mua thôi và uống cái mình thấy hiệu quả luôn. Và hai hôm nay thì mình thấy và hôm nay là ngày thứ ba mình uống cái Hà Thủ Ô này, thì khi mình uống Hà Thủ Ô đến ngày thứ ba bây giờ thì mình thấy cảm thấy là cái thận của mình nó rất là căng đấy, cảm giác nó rất là căng tràn, nó rất là khỏe đấy, và mình không đi đi tiểu nhiều. Mình cảm thấy một ngày từ sáng đến giờ mình đi tiểu khoảng tầm là 4 lần đấy, rất là ít, rất là đi, tức là cảm giác như là cái Hà Thủ Ô này nó rất là khỏe, nó rất là mạnh và nó tác dụng rất là nhanh như vậy. Đấy thì Lộc muốn chia sẻ với các bạn để các bạn có một cái sản phẩm mà các bạn uống, các bạn mua mà mình cảm thấy là nó cái mùi của nó rất là thật và cái mùi rất đậm đà, thì mình nghĩ rằng là cái người chế biến này là họ dường như họ đã chế biến rất là thật đấy, rất là thật, cái sản phẩm họ chế biến rất là thật chứ họ không có pha chế quá nhiều những cái phụ gia hay là họ làm loãng đi cái thành phần thật của nó. Có rất nhiều những cái bài thuốc bắc hay là có những cái bài thuốc anh em mua đấy thì nó chủ yếu là bột mì hoặc là nó là những cái gì đó mà nó không có tác dụng mấy, nên nó chỉ có một hai thành phần thôi, nhưng mà mình uống cái sản phẩm này mình có tác dụng ngay, và khi mình ngậm nó trong miệng ấy, ngậm nó trong miệng nếm cái vị của nó ấy, thì cái vị nó rất là đậm, thì mình nghĩ là sản phẩm này rất là chân thật chứ không có phải là một sản phẩm nói dối gì. Cách đóng gói của nó cũng rất là đơn giản và thanh cảnh này, cái vỏ nhựa này cũng tương đối là mỏng, không phải là quá dày, thì cho nên cái lọ này cũng tiết kiệm được chi phí giá thành sản phẩm này, thì mình thấy là nó rất là rẻ vì mình mua cả hai cái hộp này, hai hộp này là chưa đến 100.000, là mới có hơn 100.000, nó cũng không nhớ giá nữa, không nhớ giá nữa thì tùy vào lúc siêu ẩm của các bạn mua nhé, nó cũng không nhớ giá nữa, 100.000 hay 100.000 gì đó. Thì cái sản phẩm này nó thấy là rất là tuyệt vời và nó được nén vào cái viên này rất là cứng, hạn sử dụng đến 2 năm, 2 năm hạn sử dụng thì nó cũng rất là đáng tin, bởi vì cái hạt này nó rất là cứng, nó cứng này thì rất khó để chảy nước hay là bị ẩm mốc, nó rất khó bởi vì rất là cứng, người ta chế biến như này rồi thì dường như là rất khó để bị ẩm mốc hoặc là bị chảy nước, thì cho nên là cái sản phẩm này rất là ok với 2 năm sử dụng của nó, thì nó cũng sản phẩm này nó còn cảm thấy nó còn tuyệt vời hơn cả cái sản phẩm viên hoàn bổ thận. Các bạn có thể uống cái viên hoàn bổ thận ấy hoặc là viên hoàn bổ thận âm ấy, thì nó cũng bổ thận nhưng mà cảm giác như nó không 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 mạnh. Cái này mình uống vào cái nó mạnh luôn, cảm thấy nó sung sướng, nó nhẹ, cái thận mình nó căng căng tràn này, cảm giác như đứa cái căng tràn nhựa sống đấy, cảm căng tràn sống ấy. Đấy thì mình thấy rất là ok luôn. Nói sản phẩm này thì chỉ có lưu ý là bảo quản nơi khô ráo thoáng mát thôi đấy, ngưng sử dụng khi mà chúng ta thấy rằng cái sản phẩm nó có dấu hiệu ẩm mốc hay chảy nước, thế thôi, rất đơn giản. Nên là nghĩ là một ngày mà uống 20 viên 3 lần là 60 viên thì ui, cái hộp này nhanh lắm, hộp này chắc là được chưa được 1 tháng, mà chưa được 1 tháng là hết đấy, thì trông nhớ vậy thôi, nhưng mà cái quy chế uống thì nó do chúng ta, hết nhanh hết nhiều thì do chúng ta, thì Lộc là nói chung là Lộc đang thử sản phẩm đấy, tìm những sản phẩm nó phù hợp với mình thì nó uống. Thế thì cái sản phẩm này nó lại có cái nhược điểm ở đây thì là nó không ghi số điện thoại của nhà sản xuất này, không có địa chỉ của nhà sản xuất này đấy, không biết ai là người sản xuất đấy, không có tên tuổi nhãn mác, không có cái gì về sản xuất ở đây, thì đây là cái nhược điểm mà nó không thể làm review giới thiệu các bạn là ông nào sản xuất cái viên hà thủ ôm mà ông này, thì các bạn cũng có thể là tra trên mạng thôi, cái mạng nhãn mác biển cái chai nọ như này các bạn uống. Thế thì Lộc cũng làm cái người gọi là khá là nhiều, cũng chả biết là cái sản phẩm đấy có chứng nhận ISO hay là chứng nhận hay bất cứ cái gì không, như các sản phẩm trước mà Lộc giới thiệu cho các bạn là có sản tất cả các sản phẩm khác đều có những cái chứng nhận rồi, nó có cái cam kết từ bộ y tế này nọ, nhưng cái sản phẩm này hay review các bạn thì nó không biết là ông nào sản xuất ra, sản xuất tại đâu, số điện thoại thì không có, nó dường như là như ban đầu nó dường như là một cái sản phẩm gọi là gọi là handmade đấy, như lúc đầu Lộc nói là handmade, tức là một cái xưởng nhỏ, một cái cá nhân hoặc là một cái cơ sở kinh doanh nhỏ họ sản xuất ra cái này thôi. Thì cái quan trọng là Lộc đã là người thử trước, Lộc đã cảm thấy nó tốt, Lộc đã là người thử trước và Lộc đã thấy nó ok, thì Lộc chia sẻ các bạn để các bạn yên tâm các bạn mua. Lộc cũng không muốn rằng là các bạn phải mua những cái sản phẩm đắt đỏ hơn như các loại thuốc của nước ngoài hoặc là các thực phẩm chức năng khác, nhưng trước đây Lộc hướng dẫn chia sẻ các bạn tầm 250 với 300 một hộp, cũng rất là đắt, thì Lộc cảm thấy là nếu như mà có một sản phẩm của Việt Nam tuy rằng là nó chưa có những cái chứng nhận gì đó, nhưng mà nó là cái bài thuốc Nam, nó là cái bài thuốc Bắc, nó là những bài thuốc từ thiên nhiên thảo mộc mà người ta chế biến nó
nó không có những sự gian dối thì Lộc nghĩ rằng là à nó đáng mua và nó rẻ, nó tiết kiệm cho chúng ta nữa, và đó mới là những điều ta cần hơn là những cái gì mà nó là thực phẩm chức năng mà chế một cách tổng hợp và nó trở nên như là một cái thuốc tây, thì nó cũng sẽ không phải hẳn là quá tốt như là những sản phẩm thuốc nam và sản phẩm cây cỏ cây thuốc như thế này. Thì có thể là mỗi người một cái suy nghĩ, một cái tư tưởng, một cái dòng tâm tình khác nhau, thì các bạn là à tôi thì thích cái này nhưng mà người khác lại thích cái khác, thì Lộc giới thiệu thì Lộc cứ giới thiệu thôi, Lộc review Lộc cứ review thôi, còn sự lựa chọn và mọi sự quyết định thì nó phụ thuộc vào các bạn, nó không phụ thuộc vào Lộc, nên Lộc chỉ là người gọi là chia sẻ lại thôi nhá. Thì đấy là cái chia sẻ các bạn cái sản phẩm này, nó là như thế. Đây, đây các bạn nhìn thêm một lần nữa, đây sản phẩm nó như thế này đó rồi. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong tất cả các video tiếp theo. Goodbye.